Kính chào quý vị theo dõi nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Những tin tức vừa diễn ra cùng câu chuyện cuộc sống ý nghĩa được chúng tôi cập nhật chuyển đến quý vị. Thưa quý vị, đây là chị Nguyễn Thị Bạch Yến, chủ một quán ăn tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người vừa có nghĩa cử đẹp trả lại tài sản có giá trị cho người bị mất. Việc làm tử tế của chị nhận về nhiều lời khen ngợi vì tính trung thực. Theo chị Bạch Yến, khi thấy túi sách của khách bị bỏ quên, chị Yến nhờ người hàng xóm làm chứng để mở chiếc túi sách ra, thì bên trong có một sổ tiết kiệm 550 triệu đồng mang tên Lê Thị Hằng, 68 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 4 chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một vòng đều là bằng kim loại màu vàng và một căn cước công dân mang tên bà Hằng. Sau đó, chị Yến mang toàn bộ tài sản trong chiếc túi sách của người bỏ quên tại quán ăn của chị đến công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để lực lượng công an tìm bà Hằng trả lại. Chị Yến chia sẻ, khi nhặt được chiếc túi sách là chị nghĩ ngay đến cảm giác lo lắng của người mất, vì vậy chị cố gắng tìm mọi cách để trả lại cho chủ nhân. Bà Hằng rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Yến, chủ quán ăn, nhặt được và trả lại tài sản cho mình. Bác Hồ từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin cùng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch. Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được khai thác tạm sau 10 năm xây dựng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển đường xá kết nối các khu công nghiệp và khu đô thị. Mức phụ cấp trong các cơ sở y tế đã thực hiện được 13 năm, trong khi vật giá ngày càng leo thang, tiếng lòng và kỳ vọng của nhân viên y tế. Từ rạng sáng, trên cánh đồng tấp nập người ra vào để đánh bắt thủy sản, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ở vùng đầu nguồn. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường vào chiều tối và sáng sớm, khiến cho nhiều tuyến đường ở quận 7, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và Nhà Bè bị ngập nặng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều đoạn nước ngập sâu 40cm, người dân đi lại rất khó khăn. Thưa quý vị, còn đây là những hình ảnh được đồng nghiệp của chúng tôi ghi nhận ở tỉnh Yên Bái. Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15 tháng 10 đến sáng 16 tháng 10, nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập, 38 hộ dân ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phải di dời người và tài sản tránh để ngập lụt, nguy cơ sạt lở. Hơn 30 hecta lúa qua màu và bắp ở huyện Trấn Yên, Văn Yên bị ngập úng. Theo các chuyên gia khí tượng, trong những tháng tới, số lượng bão có thể sẽ sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực hứng chịu một loạt cơn bão vào năm nay. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11. Phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9, cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 81.000 tỷ đồng. Theo cơ quan này dự báo, trong những tháng tới, số lượng bão có thể sẽ sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình Biển Đông thường đón nhận khoảng 2,8 cơn bão trong thời kỳ này, trong đó có khoảng 1,1 cơn có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Các tỉnh thuộc Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng chính từ các cơn bão này. Đáng chú ý, các cơn bão có thể hình thành ngay trên Biển Đông, cùng với đó có nguy cơ gây ra mưa lớn, ngập lụt và lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi và ven biển.
Hôm qua 17 tháng 10 là cột mốc đáng nhớ khi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông để khai thác tạm hai đoạn thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 11 năm 2024 sau 10 năm thi công và gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Việc đưa hai đoạn cao tốc hoàn thành vào khai thác là cột mốc quan trọng cho dự án trọng điểm này. Đây là dự án nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ với miền Tây. Đây cũng là điểm đứt duy nhất giúp cao tốc Bắc Nam liền mạch từ Nha Trang Khánh Hòa đến thành phố Cần Thơ. Theo ghi nhận, đoạn cao tốc Bến Lức Long Thành nối với nút giao Mỹ Yên dần hoàn thiện với mặt đường phẳng mịn. Những bảng chỉ dẫn giao thông mới sơn và các hạng mục hạ tầng phụ trợ như cầu vượt lan can an toàn, đèn đường đang được xây dựng khẩn trương có thể thông xe vào tháng 11 này. Cao tốc Bến Lức Long Thành được khởi công vào năm 2014 và phải tạm dừng vào năm 2019 do thay đổi về chính sách, đến giữa năm 2023 mới tái khởi động. Với tổng chiều dài 57,1 cây số, cao tốc Bến Lức Long Thành có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh thành Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tạo ra mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại. Sự ra đời của tuyến cao tốc này cũng là bước tiến quan trọng trong việc phát triển đường sá, kết nối các khu vực, khu công nghiệp và khu đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho nhiều tỉnh thành. Thời gian qua, nhiều dự án cao tốc hoàn thành, số còn lại đã và sẽ được triển khai, giúp kinh tế nhiều tỉnh thành đứng trước những cơ hội lớn để phát triển khi hệ thống giao thông liền mạch, liên vùng và đồng bộ. Đến nay, cả nước ta có hơn 2.000 cây số đường bộ cao tốc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 cây số đường bộ cao tốc. Cùng với việc đầu tư phát triển các tuyến đường cao tốc, việc nâng cấp sân bay giúp rút ngắn thời gian đi lại của người dân cũng được chính phủ đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng nâng cấp sân bay Cà Mau do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đầu tư. Dự án nâng cấp sân bay Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực. Quy mô dự án mở rộng nâng cấp sân bay Cà Mau gồm xây dựng mới đường băng, xây dựng đường lăn nối đường băng với sân đổ máy bay, xây dựng sân đổ máy bay ở khu vực phía Nam, đáp ứng khai thác 3 vị trí đổ máy bay Airbus A320, A321 và tương đương. Cải tạo mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu đạt công suất 500.000 hành khách một năm và có thể mở rộng đảm bảo khai thác 1 triệu hành khách một năm khi có nhu cầu. Vốn đầu tư của dự án mở rộng nâng cấp sân bay Cà Mau khoảng 2.400 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thi công đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025. Mục tiêu của dự án là tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Theo các bác sĩ, mức phụ cấp cũ đã thực hiện được 13 năm, trong khi vật giá ngày càng leo thang. Đây là bất cập và cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Với đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 đến 4 lần, nếu được thông qua, chắc chắn sẽ mang lại niềm vui, sự động viên lớn cho nhân viên ngành y tế. Hiện các mức phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và mức hỗ trợ tiền ăn đối với các đối tượng được áp dụng tại quyết định số 73 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm áp dụng theo quyết định số 73, mức lương cơ sở là 830.000 đồng. Sau 13 năm, lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, tăng 182%. Mức phụ cấp theo quyết định 73 của Bộ Y tế đánh giá là quá thấp và không còn phù hợp với tình hình kinh tế đời sống hiện nay. Câu chuyện thu nhập của nhân viên y tế thấp được nói đến từ lâu, có rất nhiều lời bàn. Tại Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, đại diện Công đoàn ngành y tế tiếp tục phản ánh vấn đề này với đầy đủ dẫn chứng từ các văn bản nhà nước ban hành. Có thể nói vắn tắt, bác sĩ phải học 7 năm rưỡi mới hành nghề được, nhưng lương khởi điểm giống như cử nhân học 4 năm là bậc 1, 4.200.000 đồng một tháng, phụ cấp trực là 25.000 đồng một đêm. Như vậy, thu nhập cứng của bác sĩ mới ra trường khoảng 5 triệu đồng một tháng.
Nếu cơ sở y tế không có thêm thu nhập gì ngoài lương thì 5 triệu đồng ấy với bác sĩ là quá thấp, chưa kể đến khối điều dưỡng, kỹ thuật viên còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên, khi nói về nhân viên y tế, dường như mọi người quên mất một đội ngũ nhân viên y tế tư nhân vì thấy chỉ nói về y tế công. Trong thực tế, thu nhập của nhân viên y tế tư nhân không thấp. Nhiều bệnh viện tư giờ đang trả cho bác sĩ mới ra trường lương từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Bác sĩ nội trú, thạc sĩ lương khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Tiến sĩ từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng. Mức lương này thuộc loại khá trong xã hội. Lương của điều dưỡng, kỹ thuật viên cũng cao hơn khối công lập. Nhìn rộng ra thế giới, lương của nhân viên y tế luôn thuộc hàng top trong xã hội. Theo nhiều thống kê, top 10 ngành nghề có lương cao nhất trên thế giới thì 9 trên 10 là bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau. Chỉ có một nghề duy nhất so được với thu nhập của bác sĩ là CEO, giám đốc điều hành công ty. Còn theo xếp hạng các ngành nghề lương cao nhất năm 2022 được US Steel The World Report đưa ra dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, 10 ngành nghề lương cao nhất đều liên quan đến y học chăm sóc sức khỏe. Như vậy, nói thu nhập của nhân viên y tế thấp là chưa hoàn toàn chính xác, mà phải nói chính xác là thang bảng lương trả cho nhân viên y tế thấp. Việc trả lương thấp này không khuyến khích được người lao động và còn là tiền đề tạo ra nhiều bất cập trong ngành. Hiện nay, mức lương của bệnh viện tư trả cho nhân viên y tế thường cao gấp 2 đến 3 lần bệnh viện công. Từ đó, những năm gần đây có một làn sóng y bác sĩ dịch chuyển từ bệnh viện công sang bệnh viện tư. Thống kê vào năm 2022, ở các tỉnh phía Nam có gần 10.000 người từ y tế công lập chuyển sang làm y tế tư nhân. Và những năm tiếp theo, sự dịch chuyển này vẫn tiếp tục. Do vậy, đề xuất tăng tiền phụ cấp trực phẫu thuật chống dịch của ngành y là những bước đi đầu tiên tiến tới việc điều chỉnh mức thu nhập hợp lý cho nhân viên y tế. Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía công đoàn đối với đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế suốt nhiều năm qua và tha thiết đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm hiện thực hóa đề xuất này. Việc tăng phụ cấp giúp cải thiện đáng kể đời sống của nhân viên y tế và là sự ghi nhận và khích lệ các y bác sĩ tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh công việc của họ ngày càng đòi hỏi sự hy sinh và tận tâm. Nhiều bác sĩ cũng chia sẻ rằng hiện nay chưa có quy định cụ thể về độ tuổi ngừng trực. Ở những nơi thiếu nhân lực, những bác sĩ nhiều tuổi, có bệnh nền vẫn phải tham gia trực rất vất vả và ảnh hưởng tới sức khỏe. Mọi người đề xuất tăng phụ cấp dù là nhỏ đều rất đáng trân trọng. Các điều dưỡng cũng bày tỏ, so với chi phí sinh hoạt hiện nay, chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập khá thấp. Nếu đề xuất được thông qua, đời sống của nhân viên y tế chắc chắn được cải thiện và rất mong điều này sớm trở thành hiện thực. Sự đồng lòng và mong mỏi từ cả cán bộ y tế và công đoàn cho thấy tính cấp thiết của đề xuất tăng phụ cấp này. Với mức sống ngày càng cao và áp lực công việc ngày càng lớn, các cán bộ y tế hy vọng rằng đề xuất sẽ được các cơ quan chức năng xem xét và thông qua trong thời gian sớm nhất, giúp cải thiện đời sống của những người đang tận tụy với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thông tin đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế là tin rất mừng. Tuy nhiên, đối với bệnh viện tự chủ thì việc này sẽ tăng thêm gánh nặng vì phải tăng chi trong khi nguồn thu chính là từ viện phí vẫn giữ nguyên. Cùng với đó, cơ sở y tế nào không có đủ nguồn để tăng mức phụ cấp thì ngân sách nhà nước sẽ cân đối và bù vào. Nhưng nếu khoản cấp bù này không kịp thời cũng có thể khiến cho chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bị ảnh hưởng. Chúng tôi tiếp tục đề cập nội dung này trong Nhịp sống ngày mới ngày mai. Kính mời quý vị đón theo dõi. Những luống rau và hoa dần mọc lên trên mảnh đất đau thương làng Nũ. Nơi đây đang thực sự hồi sinh trong vòng tay đồng bào. Từ rạng sáng trên cánh đồng, tấp nập người ra vào để đánh bắt thủy sản, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ở vùng đầu nguồn. Trồng hoa là một nghệ thuật, nơi người nông dân gửi gắm tâm huyết và tình yêu vào từng cánh hoa. Làng Nũ, tỉnh Lào Cai là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Sau tất cả, người dân đang nỗ lực tái thiết cuộc sống mới. Và đây là những hình ảnh được ghi lại cuộc sống của người dân.
những luống rau được trồng theo công nghệ sạch. Rào đẹp với một những cái cánh hoa, rau được mọc lên trên mảnh đất đau thương. Rau thì cho dạ dày, hoa thì cho những tâm hồn còn chưa thể liền sẹo sau đau thương mất mát. Làng Nũ đang thực sự hồi sinh trong vòng tay của đồng bào. Khi người dân phía Bắc gánh chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ, nhiều câu chuyện xúc động về sự sẻ chia được chiết lên bởi những em học sinh nhỏ tuổi. Chúng tôi gọi đây là những dòng sao kê xúc động của học sinh cả nước ủng hộ cho đồng bào. Trong thư ủng hộ, em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 42, trường tiểu học Lê Lai viết: "Trong suốt mùa hè, con gom lon bia để đi bán và phần thưởng con thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để gửi ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc." Cùng cha quà vào dòng người tìm đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, em Đào Minh Đức, học sinh lớp 4D, trường tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội, mang theo chiếc phong thư ghi lời nhắn gửi đồng bào chống lũ. Anh Đào Thanh Lâm, cha của Đức cho biết, tối hôm trước, khi gia đình cùng xem các hình ảnh clip về vùng bão lũ, trong đó có clip về trường mầm non ở thôn Làng Nũ, Lào Cai, con lên giường nằm khóc và nói muốn giúp người dân. Và sau đó, Đức lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm từ các giải thưởng học bổng dành dụm trong thời gian qua cho vào phong thư đem đi ủng hộ. "Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang rất buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Tôi chúc bạn gặp may mắn, hạnh phúc và có cơ hội gặp lại ba mẹ. Còn chúc người dân miền Bắc sớm vượt qua thử thách" là những dòng thư đầy xúc động mà các em học sinh trường mầm non tiểu học Mysin 1988, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm tới các bạn cùng trang lứa và người dân vùng bão lũ miền Bắc. Mỗi tấm lòng sự sẻ chia, dù ít dù nhiều của người dân khắp nơi trên cả nước là động lực giúp cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, mạnh mẽ tiến về phía trước để viết tiếp ước mơ còn dang dở của những nạn nhân xấu số. Thưa quý vị, thời điểm này nước nổi trắng xóa các cánh đồng vùng đầu nguồn hai xã biên giới Vĩnh Sương, Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hơn một tháng nay, từ rạng sáng, trên các cánh đồng tấp nập người ra vào để đánh bắt thủy sản, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ở vùng đầu nguồn. Những sản vật đa dạng mà thiên nhiên ban tặng trong mùa nước nổi giúp nhiều ngư dân nơi đây sống bằng nghề khai thác thủy sản đánh bắt được nhiều tôm cá. Mỗi gia đình chuẩn bị vài chục bộ ngư cụ, câu, lưới, lờ, lợp để kiếm thêm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Thảo chia sẻ, năm nào cũng vậy, khi kết thúc hai vụ lúa và con nước tràn đồng là gia đình ông bắt tay vào chuẩn bị lại các ngư cụ, giá lại lưới chớn chuẩn bị cho mùa đánh bắt thủy sản. Đây là nghề theo ông mấy chục năm nay khi mùa nước nổi về. Ra ngày thứ thừa nãy đâu có cá nhiều, cá nước dày đâu, cá thằng bắt cá lớn không à. Nó đỡ, nó được sống hàng ngày, nó khỏe hơn cái ngày mà mướn tay thôi. Đối với người dân vùng đầu nguồn theo nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi, mỗi khi mùa nước về được lặn hợp theo con nước là một niềm vui, nụ cười mộc mạc chân thành khi đánh bắt được nhiều tôm cá. Cuộc sống mùa nước nổi của ngư dân cảm thấy thoải mái hơn, có niềm vui với sông nước. Mùa khô làm gãy làm vụ mùa nước đánh bắt kiếm cá thêm, kiếm ăn mà bán rồi kiếm tiền xài luôn vậy. 7-8 ký đó thì kilo bán 45 ngàn, cũng 300 mấy. Làm nghe ngày văn lưới này thì cỡ 20 năm rồi đó. Nghe mùa nước thì cảnh không đắt cát thì văn mùa này cũng đã thiện được mùa, cải thiện cuộc sống cũng được vài tháng. Bình quân mỗi ngày hơn 100 ký cá các loại, mỗi người cũng bỏ túi vài trăm ngàn để lo cơm áo cho những người thân yêu. Từ bao đời nay mùa nước nổi gắn liền với đời sống của ngư dân vùng đầu nguồn. Mùa nước nổi ngoài mang phù sa về bồi đắp ruộng đồng, làm cho cây trồng tươi tốt, còn mang theo những nguồn lợi thủy sản mà thiên nhiên ban tặng cho người dân. Bằng nhiều hình thức đánh bắt sản vật, người dân gửi gắm ước mơ no ấm theo con nước. Những bữa ăn dội trên xuồng ghe cũng là nét đặc trưng của nhịp sống miền sông nước, để ai đến rồi cũng thương, ai xa quê rồi cũng nhớ. Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đang tích cực chăm sóc các chậu hoa cúc đại đoá và pha lê, chuẩn bị cho vụ hoa Tết Ất Tỵ 2025. Thời điểm này, các nhà vườn đang chôn đèn cho hoa. Đây là kỹ thuật cơ bản nhằm biến đêm thành ngày, giúp cho hoa phát triển theo ý muốn của người trồng.
Những ngày này, các nhà vườn trồng hoa cúc Tết ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cho trông đèn trượt sáng ánh đèn mỗi khi màn đêm buông xuống. Một số hộ trồng hoa ở làng hoa Kim Dinh cho biết, sau khi xuống giống hoa từ 7 đến 10 ngày, người trồng thực hiện trông đèn từ 6 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau. Thời gian trông đèn kéo dài liên tục trong 2 đến 3 tháng khi cây chuẩn bị làm nụ. Vụ hoa cúc Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, nông dân ở Bà Rịa Vũng Tàu xuống giống khoảng 100 hectare. Nhà vườn kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay đạt năng suất cao, giá bán ổn định để có cái Tết ấm no. Nghề trồng hoa từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong nền nông nghiệp Việt Nam, mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho những mảnh đất quê hương. Không đơn thuần là sản xuất nông sản, trồng hoa còn là một nghề nghệ thuật, nơi người nông dân gửi gắm tâm huyết và tình yêu vào từng cánh hoa. Vào những tháng cuối năm tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nghề trồng hoa bắt đầu nhộn nhịp hơn để kịp phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian sắp tới. Ông Nguyễn Văn Bòn là chủ của vườn hoa kiển Ba Bòn, là một trong những nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vào thời điểm nửa cuối của năm, các vườn trồng hoa kiển bắt đầu nhộn nhịp để kịp phục vụ cho bà con trong dịp Tết sắp tới của năm sau. Theo ông Bòn, vào thời điểm này, nhu cầu lao động tăng, các nhà vườn thường phải thuê thêm nhân công để kịp tiến độ. Ví dụ mình lúc mới cơi thì mướn, lúc nào. Ông Nguyễn Văn Bòn cho biết, việc bảo quản hoa từ khi trồng đến khi xuất bán là một công đoạn vô cùng quan trọng và tốn kém. Sau khi hoa được trồng và chăm sóc cẩn thận, các lái buôn sẽ đến tận vườn để thu mua. Không, thời điểm này thì không ảnh hưởng, quay như quay qua tháng bự, vô học nè. Quan trọng là có một tháng bự mà mưa là tốn tiền dữ lắm. Lúc đầu thì không nhiều nhưng mà từ đây về sau nhiều nè. Dạ, nó lái mình lại tới vườn mình nó mua, mình giao người ta. Bên cạnh những niềm vui khi được ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc, người trồng hoa cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Biến đổi khí hậu, sâu bệnh và sự cạnh tranh của các sản phẩm hoa nhập khẩu là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với tình yêu dành cho nghề, nhiều người nông dân ở Sa Đéc vẫn quyết tâm bám trụ và phát triển nghề trồng hoa. Nghề trồng hoa mang lại nguồn thu nhập và là niềm tự hào về văn hóa và truyền thống của người dân nơi đây. Những cánh hoa khoe sắc không chỉ mang đến niềm vui cho mọi người, mà còn là biểu tượng của hy vọng và sự bền bỉ trong cuộc sống. Qua mỗi mùa hoa, chúng ta hiểu rằng đằng sau vẻ đẹp ấy còn là một hành trình đầy gian truân, nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa, khiến cho nghề trồng hoa mãi mãi là một phần quý giá trong đời sống của cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10 sắp đến, những ngày này thị trường quà tặng bắt đầu khởi động với phong phú chủng loại như hoa tươi, mỹ phẩm, trang sức. Đối với mặt hàng hoa tươi, thay vì những bó hoa lãng hoa nhập khẩu tiền triệu hay những sách quà giá trị lớn, các sách quà bình dân, thiết thực được nhiều shop kinh doanh hướng đến do nhu cầu ở phân khúc này được dự báo tăng mạnh. Theo các chủ cửa hàng hoa, những ngày gần đây giá hoa tươi bắt đầu tăng lên, nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì giá không tăng cao hơn. Hiện sức mua chưa tăng, nhưng các chủ cửa hàng kinh doanh hoa vẫn đang chủ động nhập hàng với số lượng lớn và chờ mong lượng khách tăng đột biến trong dịp cuối tuần. Thì vẫn phải nhập nhiều thôi, phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bởi vì họ có thể là họ những ngày lễ này là năm ăn năm thua lắm. Nhưng bây giờ là họ đặt dồn dập á, cho nên là lúc nào cũng phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng là mình hàng là họ là lúc nào cũng phải đầy đủ. Quà tặng thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người được tặng. Không phải là những món quà đắt giá sang trọng, đôi khi chỉ một bông hoa, món quà nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, cũng thể hiện được tấm lòng của người tặng. Nhìn chung thị trường hoa tươi dịp 20 tháng 10 năm nay đa dạng mẫu mã. Điểm nhấn đáng chú ý là có trang trí thêm họa tiết như gấu len, gấu châu. Cùng với hoa tươi, các loại hoa sáp, hoa khô cũng đang được các cửa hàng chuẩn bị khá phong phú về mẫu mã để sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng. Nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.